Bạn cần dịch vụ online hiệu quả cho nhà hàng của mình? Đã có Skiply với hơn 20 dịch vụ hữu ích cho nhà hàng. Hơn 2.000 nhà hàng tin tưởng trên khắp 50 tiểu bang hiện nay. Skiply, lựa chọn tối ưu cho nhà hàng người Việt tại Mỹ. Và bây giờ là các bạn sẽ được thấy cận cảnh khi mà đồ ăn sẽ đổ xuống chiếc xe này, và sau đó chiếc xe này sẽ đem đồ ăn tới cái chỗ mà nuôi mấy con heo. Nông dân ở Mỹ mà có nguyên chiếc xe mà 18 bánh luôn, ghê chưa? Nhiều lắm. Các bạn tới đây là có cái mùi rất là rất là nồng nàn luôn. Nếu mà mình có thể đem cái thịt này mà mình bán cho người Việt của mình á, Atlanta này á, mà mình đem mình bán là thịt không đông lạnh. Chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại một cái video mới nhất nữa tại channel Hello Atlanta. Thì trong cái video ngày hôm nay đó thì Brian và Giang, bạn của mình, thì ngày hôm nay là Giang sẽ dẫn Brian và tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một cái trang trại nuôi heo có thể nói là lớn nhất tại tiểu bang Georgia. Và có thể là trước đây các bạn sẽ không bao giờ có thể là bắt gặp được hình ảnh của những cái trang trại nuôi heo ở tại Mỹ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu thêm về cái những cái công nghệ nuôi heo ở tại Mỹ ra sao, ở cái trang trại nuôi heo lớn nhất ở tại tiểu bang Georgia này các bạn. Ok, thì Giang có thể giới thiệu những chú ngày hôm nay được không? Dạ, ok. Kính chào các bạn và mọi người. Thực xin được giới thiệu với bạn là đây là ông Tony, bạn của Giang. Yeah, Tony Kincaid. Met Yang a couple weeks ago. Yeah. This is... I'm Terry Dan. Terry, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you, Brian. Yeah, thank nice you. To meet you. And we're from Nashville, Georgia. Okay. And Clayton Danforth. Yeah, Brian. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Còn bên kia là bạn thân của Giang. Đó, bên đây là Na. Này là bạn của mình. Còn đây là... Ba của Na. Ba vợ của Na. Quay chưa? Yeah. Okay. Christy. Oh, okay. Mrs. Terry, can you talk a little bit about the business? Something about it? Yeah. We're farmers. We produce row crops. We produce corn, cotton, peanuts. We're also in the livestock business where we produce hogs, beef cattle. Ngày hôm nay thì ông Terry sẽ dẫn tất cả chúng ta đi xem cái trang trại của ông. Cái trang trại này tên là Danforth, nằm tại miền nam của tiểu bang Georgia nha các bạn. So so what will we do today? Where you gonna take us today? We're going, well, you wanna go to feed mill, you wanna go to the citrus farm, you wanna go to the peanut farm, you wanna go to the pig farm. Okay. Yeah. Feed right. mill. We got a quake up. Anyway, they're ready for you. So ngày hôm nay thì mình nói thì giống như mình sẽ đi xem trang trại heo. Cho nên là trong cái video ngày, so in this video we're gonna see the pigs, all right? Okay. And also the feeding feed plan. Yes, feeding plan. Yes. Yeah. All right. Let's go, guys. Let's go. Okay, let's go for real. Yeah. Let me ask you this: would you like to ride with Terry? Yeah. And get a little video in the truck. Yeah. And Chrissy, you go. Yes. Can she ride? All right, các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ được đi tới trang trại nuôi heo ở tại Mỹ nha. So how far from here, Mrs. Terry? 5-6 miles. Okay, 5-6 miles. Excuse me. Those are our peanuts. That's one of our peanut fields. Oh, yeah. Yeah. It's yours too? Yeah. Okay, các bạn thì ở bên đây thì các bạn thấy là cái trang trại đó trồng đậu phộng. Thì các bạn thấy thì những cái vùng quê ở nước Mỹ thì phải nói là đất rất là rộng ở đây các bạn. Thì người ta ở đây người ta trồng đủ thứ hết luôn. Thì coi như là các bạn mà sống ở những cái vùng quê này thì không thiếu đồ để mà ăn. Thì các bạn có thể nuôi con này con kia, rồi các bạn trồng cái này cái kia để các bạn sẽ có đồ ăn mỗi ngày. Cái ngay chỗ này là cái bông cái bông gòn đó các bạn. Đó, bên đây thì người ta trồng bông gòn rất là nhiều. Nó cái trắng trắng đó, các bạn thấy không? Thì thực sự mà các bạn lần đầu tiên mà các bạn tới các bạn cũng không biết cái gì, nhưng mà
các bạn gặp những người nông dân thì họ sẽ nói cho các bạn biết là người ta thì trồng cái gì ha. Thì một phần mình cũng vừa mới biết thôi, thì Georgia là nơi trồng đậu phộng lớn nhất ở nước Mỹ luôn các bạn. Ok, mình sắp vô tới trong rồi đúng không vậy? Dạ đúng rồi. Ok. Sắp tới trang trại của. Dạ các bạn. Hôm nay thì có nhiều location lắm. Ok. Ở đây là một trong những location của, đây là chủ chính. Ok, thì cái Danford này các bạn, thì cái lịch sử của cái trang trại Danford này là gần 400 năm rồi. Khi mà các bạn tìm hiểu được cái thông tin này các bạn sẽ thấy rất là thú vị luôn. There's where the baby pigs are. Cái chỗ trang trại. Those are our peanuts. Ok. Sữa. Đúng rồi, sữa. Dạ. Yeah. Theo con á. Theo con giống. Bông gòn quá trời luôn. Và trắng xóa luôn ha. Dạ đúng rồi, bên phải nè. Dạ bên phải nè các bạn. Đây, đây là những cánh đồng bông gòn các bạn khăn nữa. Dạ bên trái đẹp lắm. Wow, trắng xóa hết luôn. Beautiful. So this cotton has been defoliated. When the cotton matures, yeah, you spray it to take the leaves off, and all that's left is the cotton. Oh, wow. Because that's interesting. If you don't take the leaves off, when you pick it, the leaves will stain the cotton, and you got green cotton. Oh. Nobody wants green cotton. Okay. Wow. And this is our place. Oh, really? Yeah. Wow, các bạn, cái khu của ông Terry rất là rộng. That's our shop. The shop? Over here is our farm shop. Mm-hmm. And then this is our grain storage and feed mill. And, okay. And that's my dad's stuff up there. Bên đó bên ba của ổng. Ở đó ổng xây. Cái này là bên này ổng xây. Okay. Xây thêm bên này. Ở okay. Đó cha ổng xây cái phần đó. Wow, các bạn, thì cái business này là mấy đời rồi nha các bạn ha. Cho nên thì rất là rộng ở đây, hầu như là khu này là bao hết luôn á. Có 1.000 hectare. 1.000 hectare hả? Ok. Gia đình ông mà đủ 1.000 hectare. Yeah. Ít nhất 4.000 tới 4.000. Yeah các bạn, thì đây là cái farm Danford các bạn. Rất là lớn ở tại Georgia. Right. Phải nói là rất là vinh hạnh ngày hôm nay được tới đây mình quay cho những thước phim này cho các bạn coi. Alright, so where do we go now? Oh, follow him. Alright. Wow, các bạn thấy đủ mấy cái nhà máy rồi xung quanh hai bên các bạn ha. So when the corn is harvested, yep, it's put on a truck like that one across the road. It's brought from the field to here and it's unloaded and it goes through the dryer. Mm-hmm. And it's processed and ready to put in these big storage bins. Yeah. And we hold it until we're ready to make feed with it, and it's carried to the feed mill across the road and to get a sample out. Wow, đây rất là, cái chỗ này là để chứa thức ăn ở trong này. Đúng rồi. Tức là bên đó đó là cái bên mà người ta sẽ đem hàng mà mới vừa khai thác xong này về. Ừ. Người ta qua đem ở bên này. Cái xe contract nó sẽ chạy vô đây, nó đưa lên đây bắt đầu nó nướng. À. À nó nướng cho chín xong rồi bắt đầu mới đem vô đây mới dự trữ. Ok. Đó, rồi bắt đầu họ mới đem từ đó đem thức ăn thành phẩm và họ mới đi trộn. À ok. Nhà máy này gọi là nhà máy trộn nha. Nhà máy trộn thức ăn lại với nhau. Có nhiều thứ ở trong đó lắm. Ok. Họ mới trộn lại. Yeah. Mỗi thứ, mỗi một loại là họ sẽ bỏ trong một cái bồn như vậy. Wow. Các bạn biết thì nông dân ở Mỹ là toàn là làm việc với công nghệ thôi các bạn. Họ làm tay chân cũng ít lắm. Hầu như là tất cả bằng máy móc và công nghệ hết. Nông dân ở Mỹ mà có nguyên chiếc xe mà 18 bánh luôn, ghê chưa? Nhiều lắm. Dạ. Yeah. Có một dàn xe chuyên môn chạy ở đây. Một dàn xe luôn chứ không phải là một cả chiếc. Khi mà đi delivery thịt đó thì cũng có một dàn xe đông lạnh đi luôn. Ok, dạ. Yeah. Ok các bạn. That corn. So this is the corn that we use to make. Cái loại bắp này là cái loại mà mình sẽ bắt đầu mình cho con heo nó ăn nè. Okay. Nó giống như bắp người ăn vậy đó. Rất right. Là giống bắp người ăn. Ok. Rất là chất lượng nha, mình phải lựa chất lượng còn mấy cái thứ này là ok. Can we eat that? Yeah. Can we eat it? Yeah, try it. How you feel? Oh, yeah. So the corn comes out of the bin. Yeah. And it goes in this big grinder. And it grinds it up real fine where it goes inside. Oh, okay. Yeah, yeah.
That's fine. That's really good. This grinder grinds wheat, which is also used in feed. Xay lúa, ok. Lúa mạch, lúa mạch. Yeah, ok. Alright. Cái này là không có mấy cái chất bảo quản nào đúng không? Yeah. We can't call it organic because we don't keep all the records and stuff. Ok. But yeah, I mean it's grown on our land. Ở đây mọi người đều có sau mỗi mùa vụ đó, bởi vì cái chất dinh dưỡng của những cái trại gà ra nè, chất dinh dưỡng từ những cái cây đậu phộng hoặc là cái cây mà bông gòn đó, nó rất là giàu dinh dưỡng, mình đánh tơi nó ra bản thân nó đã là phân rồi. Okay. Không cần phải bỏ nhiều phân vô nữa. Alright. Wow. Ở đây các bạn thấy nữa, cái vàng mà để mà làm đồ ăn, nghiền đồ ăn thôi là quá trời mấy cái ống ở đây luôn ha. Rất là khủng khiếp các bạn. Okay, so this is a scale, a weight hopper. Oh, a scale, yeah. He's got a batch ready for after lunch. Everything comes into this hopper. Yeah. Corn, soybean meal, wheat. Yeah. Everything goes through this conveyor and goes into the mixer. Yeah. I'll walk up here and I'll show you the mixer. Oh, sweet. So we got calcium, phosphorus, salt, mixing salt, lysine, and all that stuff goes in here. Đây là chất dinh dưỡng. Okay. Đây là chất dinh dưỡng, ví dụ như calcium, muối, khoáng và những cái chất dinh dưỡng mà con heo nó cần. Nutrient. Thì ở dưới cái cân ở dưới đó đó, okay, là cái nhiệm vụ là mỗi loại nó sẽ cân đúng tỷ lệ đúng rồi sau đó họ đưa vô cái máy này và đây là nơi mà họ lốt cái này vô đây. Ok, là bỏ mấy cái bao nó vô, bỏ cái nhìn đi. When you turn this on, where you can see it mix. Yeah, thấy không? Mấy cái chất dinh dưỡng họ sẽ bỏ đổ vô, họ cân theo tỷ lệ hết. Nên rất là cân bằng. Yeah, ok, alright. Nó rất là consistent khi mà nó ra cái đầu nguồn của các bạn thấy thì cái hệ thống mà để mà đồ ăn ở đây thì thôi phải nói là cái hệ thống ở đây rất là khủng khiếp các bạn. Cái dàn ống ở đây. Ở đây là thành phẩm rồi nè. Dạ. Ở đây là mình thấy là hành cám, là gọi là cám. Hành cám luôn rồi đó. Dạ. Thành phẩm là cái này là bắt đầu mình sẽ dùng cái này để cho heo ăn nè. Dạ. Ok. Và nó đầy đủ chất dinh dưỡng luôn rồi. Dạ. Ok. But it takes all these ingredients and blends them together. Okay. Ok các bạn, đó thì đây là cái máy sẽ trộn chung hết tất cả các chất dinh dưỡng và cũng như là các loại bắp, lúa mạch ở bên ngoài mà các bạn thấy thành của cái máy này thì trộn chung thành một cái thành phẩm cuối cùng gọi là giống như các bạn gọi là cám. Hôm nay đó thì heo nó sẽ ăn cái này. Như là chúng ta nhìn thấy là cái bảng này nè, là họ phân chia ra là tỷ lệ những cái thành phần dinh dưỡng mà sẽ làm thành cám cho heo để nuôi heo. Ok. Họ có cái tỷ lệ, có cái bảng đó. Yeah, that's yeah. Okay, so you need to put everything by hand in here. Some stuff. Oh, some stuff. Yeah. Okay. Most stuff, the big stuff comes in outside. The corn, wheat, soybean meal, all that comes in outside. This is called hand dump. This is just vitamins and. Gotcha. I gotcha. Thank you. Chất dinh dưỡng á, thì chất dinh dưỡng vitamin thì bỏ bằng tay, nhưng mà đúng mấy rồi. Cái bự bự ngoài kia là có máy nó tự nó bỏ vô để chính xác. Cũng phải cần bằng tay, cũng phải có con người như người ngoài ha, chứ không phải là cái gì cũng máy không nha. Đấy. When it's mixed, it comes out this conveyor, comes on the truck, goes to the farm. Thì sau khi mà tất cả cái cám ở trên mà nó trộn xong rồi thì nó sẽ đi ra cái đường ống này và nó sẽ đổ xuống chiếc xe đó, xe bồn đó, các bạn thấy chiếc xe rất là bự không? Và nó sẽ có một cái đường để mà cho thức ăn đi ra tới những cái trang trại đó, thì thức ăn nó sẽ xuống từ cái bồn này đi xuống dưới, đúng không? Đúng rồi, nó là cái bồn xả. Và bây giờ là các bạn sẽ được thấy cận cảnh khi mà đồ ăn sẽ đổ xuống chiếc xe này và sau đó chiếc xe này sẽ đem đồ ăn tới cái chỗ mà nuôi mấy con heo. Đây quá dữ, quá dữ. Tóm lại
lại là xe này là xe chở cám. Xe chở cám thôi mà nó bự vậy đó. Hả? Mà đâu phải chở cám ở đây. À, rất là nhiều xe luôn ha. Đó thì chỉ cần một cái đầu kéo thôi đúng không? Dạ. Đó, rồi còn lại là mấy cái container là nằm ở đây hết. Alright, thì nó sẽ tới cái ống này chỗ này. Đó. Đó. À, cái nắp nó dở ra đúng không? Đúng rồi. Dở nắp ra là bắt đầu thức ăn sẽ được bơm vô các bạn. Quá dữ dội luôn. So this machinery is yours too? Most of the van is my daddy's. Oh, nghĩa là ở đây á, là một số máy của ổng, còn một số máy của ba ổng. Yeah. Wait, I assume that your dad still going on. Yeah, he's 85. 85. 85 tuổi rồi. Okay. Still farming. Okay. Still làm farm. How about your dad generation? How like he's a sixth generation or seventh generation? He'd be the fourth. Because Clayton is the sixth. Clayton, your son. Con của ông Terry đó là đời thứ 6 thứ 7 gì đó. Nhưng mà ở đất này thôi, ở cái này vùng thôi. Này cái vùng này của Georgia. Wow. Ông còn gia đình ở bắt đầu từ trên north của Georgia. Yeah, cái vùng đó là Danforth đó. Okay. Vậy đây my let me think. My great granddaddy's farm was in Pulaski County, which is Hawkinsville. Mm. Which is and then when my great great granddaddy grew up, he moved to here. Okay. We've been here ever since. Sơ của Terry á là ông ba đời trước. À. Ông sơ là ông ba đời trước. Okay. Xong rồi mới tới ông cố. Rồi xong rồi tới ông nội. Okay. Ông nội của ông á là bắt đầu mua về vùng Châu Trà này. Wow. Là bắt đầu vùng Châu Trà này rồi xong từ ông nội xuống ba rồi giờ tới phiên ông bây giờ tới phiên con trai của ông. Wow. So yeah. Everything is here is family, right? It's on family business. So you grow everything here and you feed the pig and everything is here in your land. That's awesome. So để đảm bảo là cái thực phẩm cũng như cái nguồn thực phẩm mà con heo ra nó rất là chất lượng, đúng không? Right, very good. Đó là một cái dây chuyền khép kín. Họ trồng thực phẩm, họ trồng rồi. Bắp, họ trồng lúa mạch, yeah. Họ trồng thức ăn họ tự sản xuất. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Xong rồi đó bắt đầu đưa vô những nãy giờ chúng ta thấy cái nhà máy để chế biến cái thực phẩm cho con heo. Okay. All right, so now it's time to meet the pigs, right? Okay. Time to see the pigs. Đây, ok các bạn, thì bây giờ là mình sẽ đến chỗ nuôi mấy con heo. Ok, và bây giờ phim heo bắt đầu đây các bạn ha. Let's start it. Yeah. Nhiều máy móc rất nguyên thu, nhiều máy móc không ạ? Yeah. Một cái máy là gần từ 400.000, 200.000 cho tới 1 triệu cũng có máy. Wow. Đây các bạn, yeah, thì các bạn biết thì đây là cái business này đã truyền qua nhiều đời con cháu chắc ông sở, ông sơ rồi cho nên thì họ đã đầu tư ở đây là gần 400 năm rồi các bạn. Rất là khủng khiếp, một cái thời gian có thể nói thì các bạn sẽ cảm thấy hết hồn luôn khi mà các bạn tìm hiểu về cái công ty này nha. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tới chỗ nuôi mấy con heo. À, cái nhà mà mấy con heo nó ở. Thì ở đây các bạn là đất rất là rộng cho nên nó mỗi một cái khu đất mà nói chung là đất ở đây là của nhà của Danforth hết cho nên thì mỗi một khu đất á, thì họ sẽ xây một cái khu riêng, chẳng hạn như khu thức ăn lúc nãy thì các bạn thấy là một khu riêng, còn là cái chỗ mà mấy con heo ở là chỗ riêng. À, thì sẽ có chiếc xe để mà chở thức ăn giống như các bạn thấy lúc nãy tới chỗ nuôi heo để cho mấy con heo nó ăn. Mấy con heo rất là sướng luôn. À. If we had had a little more time, we could have cleaned up a little better. But it's okay. Just live it natural. Yeah, just live it natural. Yeah. This is our state of the dirt. This is our busy time. We're doing peanuts now, and it's going to be wide open for a month or two. Okay. Mùa này là cái mùa mà người ta thu hoạch đậu phộng. Okay. Nên họ rất là bận nên họ xin lỗi mình là tại vì chưa có cắt được. Yeah. Trên hơi dơ. Ông con dám xin lỗi em hết lần rồi. Yeah. Nhưng mà mình hết đâu thấy dơ gì đâu nhưng mà người ta cũng xin lỗi các bạn thấy thì họ rất là nice. Ông người Mỹ người ta rất là quan trọng cỏ. Yeah. Đối với người Mỹ không cắt cỏ là bị lười đó. Phải cắt cỏ đúng không nha? Phải làm sạch sẽ nha. Ok. Nên nó có cái câu là cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn nhà của mình đó. Ừ, đừng có cắt nhà cỏ người ta nha. Ok.
Tại vì cỏ hàng xóm cắt nên nó xanh hơn. Whatever you mean. All right, let's go to see the pigs today. So stink. So what is this? Đây là cái máy, cái này là cái máy đưa đồ ăn vô đó. Ah, okay. Đồ ăn sẽ đưa vô. Oh, is there pigs in here? Yes, the pig in there. Is there pigs in here? Wow. Ừ, heo đây sạch. It's so clean. Wow, it's so clean. Các bạn, mấy con heo đây sạch dễ sợ luôn. Đúng rồi, rất là sạch nha. So how old are they? These are about 8 weeks. 8 weeks, just 8 weeks. So they consider like a babies. Rất là dễ thương ở đây không? Đó, con nào con nấy trắng nõn đây thì cái này có mới có mấy tuần tuổi thôi. How many pigs you have here in this one? In this building? In that one building there's about 800. 800? There's 8 rooms. 8 rooms? Okay. So you need to separate them. Right. Yeah, and there's 8 rooms, there'll be 6 or 7 of them with pigs. Because one room's being washed and disinfected and getting ready for the next group. Thì một phần nữa thì mình cũng không mới vô trong được thì bởi vì những cái chỗ mà nuôi thức ăn ở bên Mỹ nó rất là nghiêm ngặt thì không phải ai muốn vô cũng được. This pig they still need the milk from the mom. Nope. When they're 3 weeks old, they leave the mom. Oh. They come here. Oh, okay, gotcha. Yeah, just 3 weeks. Actually, 19, 20 days. Okay. They're here. Yeah, all right. Ngày á, thì nó sẽ rồi mẹ. Wow, tội nghiệp quá hả? Đem nó tới đây thì đây là cái nơi đầu tiên nó sẽ tới. Alright, so we're gonna move to the next one. Yeah. Yeah. Nhưng mình có thể thấy là mấy con heo bên Mỹ nó còn trắng luôn các bạn. Thấy heo nào cũng trắng đâu. Nếu mà đi vô trong chợ á, mình sẽ thấy được con heo cái màu nó không có được trắng như vậy. Tức là thịt heo ở trong chợ. Phần lớn là con heo nó inject nên con heo nó sẽ không được trắng như vậy. Ừ. Nếu mà con heo trắng như vậy nó phải có kỹ thuật nuôi. Ừ, heo chích thuốc thì mấy con heo ở đây là được nuôi bằng cái thức ăn của thiên nhiên luôn các bạn ha. Không có những cái chất bỏ trong thức ăn cho nên làm cho con heo ở đây kiểu như rất là khỏe mạnh và thịt nó cũng ngon nữa. Rồi thì các bạn tới đây thì các bạn sẽ nghe cái mùi heo rất là quen thuộc. Giống như về quê ngày xưa ở Việt Nam nghe mùi heo vậy đó. Nhưng mà ở đây là nhiều heo hơn. Người ta nuôi bằng công nghệ các bạn. Và thức ăn cũng bằng công nghệ. Ở đây thì phải nói công nghệ ở đây cung cấp cho những con heo ở đây thức ăn rất là chất lượng. Rất là tốt. Wow. Oh, look at them. Oh yeah, so they older. 3-4 tuần tuổi thôi. 3-4 tuần tuổi. Smaller. Oh, they're smaller. Yeah, they're smaller. Yeah, those were the oldest. Here. Oh. The oldest one's here. Oh, okay. Mm. They leave here, they go to another farm. Oh, okay, okay, gotcha. Sau sau khi cái giai đoạn này thì họ sẽ đưa qua một cái trang trại khác để nuôi nó thêm nữa. Cho nó bự hơn nữa. Thì đây có thể cái bên phải mình là các bạn thấy đây những con heo nhỏ nhất. Đây là con heo nó mới rời mẹ. Gà con mới rời mẹ nói mấy tuần tuổi? About 3-4 weeks. Each room has 1 week. Oh. Gotcha, okay. Sẽ là mỗi một cái chuồng vậy người ta ngăn ra. Yeah, theo tuần. Okay, okay. We bring pigs here on Monday and Wednesday. Yeah. These came Monday. Yeah. Today, the other side comes Wednesday. Yeah. And this room is full. Oh. Next week, the next room. Mm. Oh, okay. Tức là người phân ra. How you move the pig? You just push them. They got the door, right? You just push them to the other side. Yeah, they come in. We unload them from a trailer. They go in the pens. Yeah. And then in 7 weeks, they go back on the trailer, go to the next farm. Okay. Gotcha. Just open the fence. And they move by themselves, right? Yeah. They have a way to go. Yeah. Oh, they learn it. Yeah. I think so. Yeah. Open the fence, they just sheep. Yeah. All right. Yeah. Mở cửa ra là nó tự nó chạy ra rồi cứ lót nó đi. Nhưng dạ yeah, nhưng mà phải nói thì người ta phân loại những con heo đây rất là tốt, đúng không? Để cho mình nó đúng trọng lượng, đúng tuổi để mình nó đạt được cái chất lượng rất là tốt. Wow, phải rất là hay. Đây ok các bạn, thì ở ngay cái khu vực này á thì nó sẽ có rất là nhiều cái khu để người ta nuôi.
thì cái chỗ này là người ta sẽ nuôi những con heo ở cái độ tuổi nhỏ. Thì sẽ có một cái farm khác ở gần đây cũng của ông này luôn ha các bạn, thì nuôi những con heo lớn hơn, là những con heo sẽ thành phẩm để mà ra ngoài thị trường. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đi gặp mấy con heo trưởng thành nha các bạn. Well, we had cows on this and we sold these cows and this one that's grown up. We had cows on it. That's beautiful. Oh, các bạn. À, mấy con ngựa kìa, đẹp không? Hey, cái đuôi của nó đẹp ha. Cái đuôi, cái lông. Ngựa bạch. Ngựa của vợ ông đúng không? Đúng rồi, ngựa vợ ông. Ông này ông chơi ngựa. So you cannot ride them? You cannot. She does. She used to. Oh, okay. These are a little bit bigger. Okay. How many months? These would be 12, 14 weeks maybe. Okay, but not the mature one. No. Not the last one, the last stage. Oh. Cứt ngựa. Oh man, organic. Mình thấy nó làm đây màu đỏ đất. Yeah, các bạn, tới đây là có cái mùi rất là nồng cháy. Yeah, rất là nồng nàn luôn. Oh, wow, it's bigger. Yeah. Much bigger. Yep. So how many pounds are they? Those are 240, 230, 230, 240. 250. 250 pounds. Oh, okay. So this is the last stage and they ready to get out of here. There's four buildings here. And each building has about 1300. Trời nó bự quá vậy. Yeah, nó rất là sạch luôn á. Đã có con này nó lười dưới nằm dưới rồi. Hey, get up. He's tired. Nhưng mà nó rất là trắng luôn á. Why? Ai cắn đuôi nó đó. Oh vậy hả? Hai chị nằm giống như bị thương á. Yeah, mấy con kia nó đứng xung quanh luôn. Ok, thì các bạn thấy. Wow, mấy con heo ở đây nó trắng mà nó sạch quá ha. Nhưng mà bạn hiểu cho nè, những con heo mà bị như vậy đó, nó là bị yếu rồi, mình không có bán được cho khách. Thì mình phải làm gì? Mình bán cho một cái đơn vị khác, nó mua cái đơn vị này về đó. Là những con heo rẻ. Mua heo rẻ hả? Là họ sẽ mua, họ biết, giết mình không giết những con heo này. Mình không có sử dụng ở đây. Ok. Thương lái khác. Tức là họ sẽ tắt. Khi mà thấy là họ tắt chuồng đó. Alright. So the staff gonna check every day to see the weak one and pull it out. They're supposed to pull it out. Okay, that's their job. Alright. like a chicken. Hi buddy. How are you today? Hello. Hi there. Cái khu vực dành cho heo lớn, heo chuẩn bị thịt, nhưng mà cũng có những cái con heo nó nhỏ. Có mấy con heo nhỏ trong. Nó không phải là con heo nhỏ đâu, thực ra nó là mấy con heo bị suy dinh dưỡng. Tội nghiệp quá vậy. Nó lớn không được. Nó không có lớn, nó không có bắt kịp. Nó là bị đẹp á đúng không? Thật ra người ta sẽ đẩy nó đi. Tức là ở đây mua giá rẻ hơn. Tức là mấy con mà không có đủ chất lượng đó thì sẽ bán ở một cái thị trường khác giá rẻ hơn. Còn mấy con nào đủ ký, đủ trọng thì sẽ bán ở những cái công ty, nó sẽ tới nó lấy các bạn. Dạ, thì những cái con heo nhỏ đó, mấy con heo mà nó ốm ngán như vậy đó, thì họ sẽ bán cho một đơn vị. Thì nếu mà quý vị thấy thịt heo trong chợ mà nó rẻ một cách bất thường á, đó là những con heo như vậy đó. Had a maximum weight. Yeah, you gotta keep them under 300. We like them 280, 290. Okay, and then good to go. And how many months in total from the day you get them and then the day they come and pick up? They spend 18, 19, 20 days with the mama. Mm-hmm. They spend 49 days at the other farm. 49 day? At the other farm. Okay. Then they come here, 100, 110 days here. They're ready to go. Okay. 169 days. All right. With you guys. 169. You clean up everything here for the next one. Barns washed down, empty washed down. We fill it back up and do it again. All right. So how long to the next one? Yeah, between. It usually takes us like a week to get a barn cleaned up. Just that? And then? Oh, yeah. Just a week? Got to keep them full to make money. Yeah, okay. When we clean this, he mentioned that you use hot water.
Đây. Okay. Khi mà mình rửa chuồng trại ở đây á, mình phải dùng nước nóng á, để giết bacteria. Okay. Okay. Nó cũng phải không có lấy nước thường rửa. We're playing on the steam. Yeah. Okay. Steam cleaner. Yeah. These pigs, when they're 280 pounds, they're either sold commercially to a packer, but a lot of them, we have a local processor that processes them for us and puts our label on them. Mm. And that's the market we're working on establishing is our label, where they all go to market under our label to the grocery store. Basically, you take care of everything for the hog business. Yep. I mean, most of it. Everything from growing the grain, to raising the pig, to the processing, to the supermarket, farm to table. All right. That's the new term, is farm to table. Yeah, that's how farm you keep the quality. Yes. You keep the quality all the same all the time. That's right. If you look at the bottom, it says feeding our family and yours. Okay, what does that mean? Can you talk more about that? I mean, this is what we eat. Okay. This is what my grandkids eat. Mm. So we're going to do it right, because that's what we're eating. Từ lúc mà họ trồng, đúng không? À, họ làm những cái nguồn thực phẩm tại đây luôn. Ha, không dùng những cái hóa chất độc hại. Thì con heo không ăn những hóa chất độc hại thì tạo ra cái thịt nó rất là tươi và ngon. Yeah, right. Very fresh pork in the market. Nhưng mà nếu mà mình hỏi đó, tại sao cái vùng này nó là cái vùng là trồng đậu phộng lớn nhất, nhưng mà lại họ không xài đậu phộng để mà nuôi heo. Alright, can you talk about why you don't use the peanut to raise the pig here? Peanuts is not a good feed for pigs. Peanut does a couple of things. It makes the fat yellow. Oh. Okay. Not pretty and white, uh-huh. And it also makes the meat soft. You can get some soft carcass problems using peanuts because of the oil, the amount of oil that's in them. So we don't feed peanuts to pigs. Okay. Thì nói đơn giản đó, có nghĩa là nếu mà cho ăn đậu phộng thì nó sẽ bị vàng, cái mỡ vàng nó bị vàng. Okay. Và thịt của nó thì rất là mềm. Okay. Nên nó không có dai và ngon. Đây, ok các bạn, thì bây giờ là ông Terry sẽ cho mình coi thịt heo tại đây luôn. Các bạn sẽ coi được cái loại thịt ở đây nha. Let's go. Thì trong đây là phòng lạnh nha các bạn. Mình ở đây chắc một phút thì mình ra. Ok. See that right there? Oh, that's your logo and everything. Yeah, Danford. Ok. Yeah, feeding our family and yours. We process, Americans cut meat differently than you do, I think. Yeah. We learned that last week when we went to Atlanta. Hong Kong supermarket? Yeah. Yeah. All right. Yeah, your cuts are a little different. Yeah. Tuần trước thì đi chợ Hồng Kông thì phát hiện ra là người Mỹ với lại người Việt Nam ra thịt khác nhau. Oh, yeah. Việt Nam ra thịt kiểu khác. That is our sausage. Oh, đây là xúc xích. Xúc xích. Làm. Yeah. Oh, wow. Wow, ở trong này. Yeah. Đây á, là cái sườn non mà mọi người ăn nha. Hôm bữa ổng cho Giang đem về nhà ăn thử. Mẹ Giang làm cái món sườn nướng nướng xả ớt. Sườn heo nướng. Wow, sườn. Ngon lắm. Oh, ăn ở trong cái thịt đó, nó rất là mềm mà nó rất là ngọt. Okay. Ở trong nó còn nước luôn. Nhưng mà ở ngoài thì nó giòn khấu à. Nên cái thịt này nó rất là juicy, người Mỹ ăn juicy á. Yeah. Và Giang ăn rồi, mẹ Giang rất là thích. Nếu mà quý vị nào ăn thịt mà thấy hôi đó thì có thể là cái thịt đó nó bảo quản bằng cái công nghệ của nó, nhưng mà cái thịt này nó rất là đặc biệt. Okay. Nếu mà mình có thể đem cái thịt này mà mình bán cho người Việt của mình á, Atlanta này á, mà mình đem mình bán là thịt không đông lạnh, bởi vì ổng có cái đội xe để mà chở trực tiếp vận chuyển, tại vì khoảng thời gian từ chỗ trang trại này đi đến chợ khu người Việt mình á, chỉ có 3-4 tiếng thôi. Khoảng thời gian đó mình không cần phải dùng thịt đông lạnh nữa. Ok. Là dùng thịt tươi luôn. Wow. Từ chỗ lò mổ đi tới chợ rất là tươi. This is very good for, I think, for Vietnamese or Asian people, also like people in Atlanta, Georgia, to eat fresh pork every day. If somebody, they own a restaurant or they have a market somewhere in the USA, so they can contact you and distribute this kind of meat, is that possible to do that? Absolutely. All they have to do is call Christy. Okay. She knows, she can take it from there. Okay, so vậy là nếu như các anh chị, cô chú mà muốn ăn thịt tươi hay là muốn phân phối thịt
tươi luôn, thịt heo tươi mà lại chất lượng rất là tốt như thế này ở một cái nông trại thịt heo lớn nhất ở tại Georgia thì có thể liên hệ với chị Christy. Dạ, thì chị Christy có thể là sẽ đại diện để mà chúng ta sẽ nói thêm về những cái business có thể hợp tác với Danford, một cái nông trại, một cái trang trại về thịt heo ở tại Georgia và cung cấp lại rất là chất lượng. Không cần phải đông lạnh, mình có thể là phân phối thịt tươi đến gia đình của các bạn hoặc là tới chợ. Các bạn có thể tiện đi mua sắm ở nơi đó. Gia đình của chúng tôi ăn cái gì thì các gia đình các bạn ăn cái đó. Dạ, thì ở đây là chất lượng. Và ở đây họ có một thêm một cái câu nữa là from our farm to your table. Có nghĩa là từ trang trại của chúng tôi đến sẵn bàn ăn của các bạn luôn. Okay, so very fresh, right? Fresh and clean, and you don't worry anything about it. Just mình sẽ có thịt tươi ngon mỗi ngày mà yeah. đặc biệt không có mùi. Và của FDA approved luôn đúng không? Yes. Yeah. Của chứng nhận của an toàn thực phẩm. Okay. Đó thì qua cái video này các bạn sẽ thấy tất cả những cái facility, những cái máy móc, phương tiện ở đây để mà họ làm từ một dây chuyền khép kín luôn, từ thực phẩm, thức ăn cho đến con heo được ăn và ra thành phẩm như thế này, để các bạn có một cái nguồn thịt heo rất là sạch và rất là ngon ở tại Mỹ nha các bạn. Made in USA. Đây chỉ là mẫu từ cái tủ lạnh của nhà gia đình của ông Danford ở đây, ông Terry Danford ở đây thôi, chứ không phải là bán cho các bạn giống như các bạn có lo. Các bạn order thì chúng tôi sẽ cung cấp thịt tươi cho các bạn chứ không phải là đông lạnh. Okay. Cái đây là chỉ là một cái sản phẩm mẫu từ trong cái tủ lạnh nhà ổng, chứ không phải là của công ty nữa. Yeah. Đây là cái tủ lạnh để dành cho gia đình, như là những người thân trong gia đình, mấy ba thế hệ của ông sống gần đây thì họ dùng thịt tươi trong cái tủ lạnh này. It's very interesting. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình muốn mua cái này á thì mình tới đâu mình mua? Ở chợ Việt Nam. Có thể là mình có thể tới những cái chợ châu Á của Việt Nam, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phân phối hả? Phân phối đến chợ Việt Nam để quý vị có thể tới, quý vị hỏi trực tiếp mua. Thì đó là cái công việc của chúng tôi sẽ làm. Okay. Để đem thịt tươi sống đến cho quý vị, cho những người, nhất là những người châu Á chúng ta, những người Việt của chúng ta, thì chúng ta sẽ chế biến cái cách cắt thịt hay là cách phân loại thịt theo cái sở thích của người châu Á chúng ta, khác với lại người Mỹ. Ok. Dạ, thì có thể là trong một khoảng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ được thấy cái loại thịt này ở trên thị trường của chợ, công ty Danford nha các bạn. Có thể là chợ Hồng Kông nè, supermarket nè. Ok. Rồi có thể chúng ta sẽ đi tới Nantamun hoặc là Edgemont. Ok. Là những cái chợ mà người Việt của chúng ta thường thích mua sắm ở đó. Và những anh chị cô chú nào ở những tiểu bang khác muốn chẳng hạn như có nhà hàng hay là có những cái chợ nhỏ có thể muốn phân phối cái thịt này thì cũng có thể liên lạc với Christy để mà chúng ta có thể make a business here. Alright, so thank you very much for showing us everything today. It's very interesting and I learned a lot from this. Thank you for coming. Yeah, alright. Giang có muốn nói gì nữa không? Cảm ơn mọi người. Vậy thôi đó hả? Mọi người ăn thử. Ok. Mọi người cũng sẽ có cảm nhận giống như mình. Dạ, thì mình phải ăn thử thì mình biết nó ngon hay không. Đúng không? Nhưng mà trong cái video này thì rất là hay, bởi vì mình thấy được cái công nghệ nuôi heo ở tại Mỹ các bạn. Rất là hay và chi tiết. Thank you so much for doing that because I never seen it somewhere. Yeah. Thank you. All right. Thank you. Yeah. So we can have a drink today, right, with that? Oh yeah. Thank you. We got a little bit and right all the time, so we're gonna cut. Why you guys stand like very formal? Yeah, well, I got a water bottle. Yeah, Clayton Danford. Yeah. Yeah. Oh. I should. Right. What are we saying? To meet you, Mr. Terry. There you go. Ông này là ông. Ok, thì bây giờ nếu như anh chị hey, we're making a movie over here.